Thầy xin chào tất cả các em, các thành viên của lớp ôn thi viên chức giáo dục tỉnh Bắc Giang. Xin mời các em vào lớp để chúng ta ôn tập các nội dung của các bạn thi vị trí giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học, giáo viên trung cơ sở phổ thông với bộ đề số 7 và số 8 trong buổi tối hôm nay. Thầy sẽ đi lần lượt từ bộ đề số 7 rồi chúng ta hoàn thành ra bộ đề số 7, ta sẽ chuyển sang bộ đề số 8. Cấu trúc của bộ đề số 7 và số 8 lần này chúng ta có 21 câu đầu dành chung cho tất cả các vị trí thi. Chúng ta gắn với các nội dung văn bản chung, đó là luật viên chức 2010, sửa đổi 2019, luật giáo dục 2019, nghị định 1520 của chính phủ quy định về tuyển dụng sử dụng quản lý viên chức, nghị định 1520 chính phủ quy định về xử lý kỷ luật với cán bộ công chức viên chức. Và với từng vị trí thi, khu mầm non thì chúng ta có văn bản riêng theo điều lệ của thông tư số 52 ban hành điều lệ của trường mầm non. Còn với các bạn tiểu học, chúng ta có thông tư số 28/20 của Bộ Giáo dục ban hành điều lệ của trường tiểu học. Còn các bạn thi vị trí giáo viên trung học cơ sở phổ thông thì chúng ta có điều lệ của trường trung học theo thông tư số 32/20 các em nhé. Thì bây giờ xin mời các em cùng nhìn vào màn hình cùng thầy ta giải đáp bộ đề số 7 trước các em nhé. Xin mời tất cả các em. Chúng ta thấy ở câu hỏi số 1 có nội dung như sau. Đâu là quyền thứ 5? Thầy nhớ quyền thứ 5 về hoạt động nghề nghiệp. Thấy là rõ của viên chức theo quy định tại điều 11 của luật viên chức 2010. Thì chúng ta thấy với luật viên chức 2010 đã quy định rất rõ về hoạt động nghề nghiệp của viên chức. Thấy có 7 quyền của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp đấy, đúng không ạ? Thứ nhất là được pháp luật bảo vệ, thứ hai được đào tạo bồi dưỡng, thứ ba được trang thiết bị, thứ bốn là được cung cấp thông tin, thứ năm được quyền về mặt chuyên môn, thứ sáu được quyền từ chối và thứ bảy được hưởng các quyền khác. Như vậy ta thấy với từ khóa được quyền thứ năm là gắn từ được quyết định vấn đề mang tính chuyên môn, thì chúng ta thấy chọn thời phương án là B. Còn A được cung cấp thông tin, đó là quyền thứ tư, đúng không? Còn như C này, được quyền từ chối thực hiện là quyền thứ sáu, còn quyền khác là quyền thứ bảy. Đấy là hỏi quyền thứ năm em chọn thành là B, gắn từ được quyết định vấn đề mang tính chuyên môn các em nhé. Có một em chọn thành là B. Ta đi vào câu hỏi số 2. Đâu là nghĩa vụ thứ tư? Ta nhớ là nghĩa vụ thứ tư trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức được quy định tại điều 17 của luật viên chức 2010. Thì chúng ta thấy là với luật viên chức 2010 quy định tại điều 17 ấy, có 7 nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp, đúng không ạ? Nghĩa vụ thứ nhất là thấy gắn từ khóa thực hiện công việc và nhiệm vụ được giao, thứ hai phụ phối hợp tốt với đồng nghiệp, thứ ba chấp hành phân công công tác, thứ tư thường xuyên học tập, thứ năm là khi công dân, thứ sáu là chịu trách nhiệm về thực hiện hoạt động nghề nghiệp, và thứ bảy là thực hiện các nghĩa vụ khác. Thì đang hỏi nghĩa vụ thứ tư thì thấy gắn từ khóa thường xuyên học tập. Thì các em nhớ chọn thầy phương án chính xác là phương án D, nhớ thầy ở đây phương án D em nhá. Đó, thấy rất là rõ. Còn thực hiện công việc nhiệm vụ là nghĩa vụ thứ nhất, phối hợp tốt với đồng nghiệp là nghĩa vụ thứ hai, chấp hành sự phân công đúng không ạ, là nghĩa vụ thứ ba. Đấy, qua câu hỏi này ta nắm được 4/7 nghĩa vụ của trên hoạt động nghề nghiệp ở điều 17. Ta đi vào câu hỏi số 3. Theo điều 18 của luật viên chức 2010, đâu là nghĩa vụ của viên chức quản lý? Thì chúng ta thấy với nghĩa vụ viên chức quản lý chúng ta thấy có 5 nghĩa vụ với công thức 2C+2T+1X đấy. C thứ nhất là chỉ đạo tổ chức và thực hiện, C thứ hai chịu trách nhiệm không liên đới chịu trách nhiệm, T chính là thực hiện dân chủ, T thứ nhất là thực hiện dân chủ, T thứ hai là tổ chức thực hiện biện pháp phòng chống tham nhũng. Đấy là 1X là thế là xây dựng và phát triển nguồn nhân lực. Thì chúng ta thấy với các từ khóa như vậy thì chúng ta thấy là gắn với viên chức quản lý thì chúng ta thấy là liên quan cái từ mà tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống tham nhũng ấy, đúng không? Thì chúng ta thấy là mà được giao quản lý phụ trách chắc chắn là gắn với viên chức quản lý rồi, đúng không? Thì các em nhớ chọn thành là B. Thế còn chúng ta thấy như cái A thì có nhiệm vụ giao, đây là nghĩa vụ thứ nhất trong nghĩa vụ chức hoạt động nghề nghiệp này. Có ý thức tổ chức kỷ luật này. Chúng ta thấy ở đây về trách nhiệm trong hoạt động nghề nghiệp thì chúng ta thấy là liên quan đến nội dung về phần về nghĩa vụ của viên chức rồi. Chúng ta thấy là do trong nghĩa vụ chung của viên chức ở điều 16 nhé, phương án C này. Thế còn phương án D thì nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật, nó là nghĩa vụ thứ 7 của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp ở điều 17. Đấy, đang hỏi về những chức quản lý thấy từ khóa này rồi, tổ chức phòng chống tham nhũng đúng không ạ? Thì câu hỏi số 3 em có thể là B. Câu hỏi số 4, theo luật viên chức thì trong quản lý viên chức phải đảm bảo nguyên tắc nào? Thì chúng ta cần nhớ cho thầy ở đây đúng không ạ? Với nguyên tắc quản lý viên chức quy định rất là cụ thể trong điều 6 có 4 nguyên tắc đấy, 2B+VT đúng không? Nguyên tắc thứ nhất là bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đúng không ạ? Nguyên tắc thứ hai bảo đảm quyền chủ động. Còn nguyên tắc 3 là về tuyển dụng trên cơ sở tiêu chuẩn chức danh, còn T chính là thiện vì đảng giới, 2B+VT đã giải thích như vậy. Thì câu hỏi đối chiếu như vậy thì chúng ta thấy là phương án ngay là B rồi, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng rồi, đúng không? Đối chiếu kỹ thấy chịu sự thanh tra, đây là nguyên tắc của viên chức hoạt động nghề nghiệp. Hay là phương án C và D cũng là
nguyên tắc quản trị hoạt động nghề nghiệp với công thức là 3T của 1C. Ở đây đang nói về nguyên tắc quản lý viên chức. Đấy, nó quản lý viên chức thì chúng ta nhớ là 2B cộng VT, em nhé, bảo đảm lãnh đạo của Đảng. Câu hỏi số 4, các em phải chọn phương án là B. Ta đi tiếp với câu hỏi số 5, có nội dung được đưa ra như sau. Câu hỏi đó là theo luật viên chức hạng 10 thì chúng ta thấy trong hoạt động kinh doanh, đúng không ạ? Và làm việc ngoài thời gian quy định, viên chức có quyền nào? Thì chúng ta thấy rất là rõ trong nội dung quy định về điều 14 về hoạt động kinh doanh và làm việc ngoài thời gian quy định, thì chúng ta thấy là viên chức sẽ có quyền đóng góp vốn nhưng không tham gia quản lý điều hành công ty cổ phần, trừ trường hợp là pháp luật chuyên ngành có quy định khác, đúng không? Và chúng ta thấy ở đây mà có quyền tham gia quản lý điều hành không đúng này, IC quan quản lý điều hành công ty cổ phần không đúng này, rồi tham gia quản lý điều hành trường hợp tư là không đúng, thấy là được đóng góp vốn nhưng không tham gia quản lý điều hành, đúng không? Trừ trường hợp chúng ta thấy là pháp luật chuyên ngành có quy định thôi, chúng ta thấy rất là rõ trong nội dung trong quy định của điều 14 quyền về trong hoạt động kinh doanh và làm việc thời gian quy định có 3 quyền đấy. Quyền thứ nhất là được hoạt động nghề nghiệp mà thời gian, hai được ký hợp đồng vụ việc, thứ ba là gồm góp vốn tham gia quản lý điều hành, các em nhé. Câu hỏi số 5 thì chọn là B. Ta đi vào câu hỏi số 6, căn cứ luật viên chức hạng 10, ta thấy nội dung này được nghỉ không hưởng lương trong trường hợp có lý do chính đáng và được sự đồng ý của người đứng đầu đơn lập, đây là nội dung quy định về quyền gì? Thì chúng ta thấy là được nghỉ, đúng không? Ta thấy từ được nghỉ hưởng lương trường hợp có lý do chính đáng, đúng không ạ? Thì chúng ta thường chúng ta thấy từ hưởng lương, đúng không? Thì chúng ta hay nghĩ về nội dung về quyền về tiền lương, nhưng mà thực ra không phải, mà chúng ta phải để ý ở đây là liên quan đến cái phần đây mà được nghỉ, đúng không? Đấy, đấy chính là liên quan quyền ứng trước về nghỉ ngơi các em nhá. Đấy. Đấy, chứ không phải chứ hoạt động nghề nghiệp đâu, hoặc là về tiền lương đâu, hoặc là về hoạt động kinh doanh. Thì chúng ta thấy với quyền viên chức về nghỉ ngơi thì ở điều 13 có 4 quyền đấy. Thứ nhất là 4 quyền 4 được ấy, đúng không? Được thứ nhất là nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ riêng đấy. Do yêu cầu công việc mà sử dụng không hết thì chúng ta thấy được thanh toán khoản tiền. Thứ hai được nghỉ gộp, đúng không ạ? Gộp là sau 2 năm thì một lần, gộp 3 năm thì phải sự đồng ý đứng đầu và gộp với đối tượng nào? Đối tượng viên chức nằm ở miền núi, biên giới hải đảo, vùng sâu vùng xa. Thứ ba là chúng ta thấy được nghỉ việc và hưởng lương theo quy định, và thứ tư chính là trong trường hợp này đấy là được nghỉ không hưởng lương trong hợp lương chính đáng và sự đồng ý đứng đầu. Chúng ta nhớ cái phần này để nhắc lại 4 quyền của viên chức hoạt động nghỉ ngơi ở điều 13 các em nhá. Thì chúng ta nhớ câu 6 các chọn thầy là C là lý do như vậy. Ta đi vào câu hỏi số 7, căn cứ luật viên chức 2.10 xác định, ta nhớ ở đây là nội dung không thuộc nghĩa vụ của bộ chung của viên chức, đúng không ạ? Thì nghĩa vụ chung viên chức quy định ở điều 16 với công thức thần thánh mà thầy đã trao đổi với các em ấy, là với 5 nghĩa vụ chung đấy là công thức là 3C cộng BT đấy. C thứ nhất là chấp hành đường lối, C thứ hai có nếp sống lành mạnh, C thứ ba là ý thức tổ chức, B chính là bảo vệ bí mật nhà nước, đúng không? Và T là tu dưỡng rèn luyện đạo đức. Thì chúng ta thấy là liên quan nội dung không, đúng không? Không thuộc. Thì chúng ta như thầy đã nói rồi, ở đây có 2C trên 3C rồi, chấp hành đường lối rồi, có nếp sống rồi, còn thiếu C có ý thức tổ chức thôi, đúng không? Thế còn BT, B chúng ta bảo vệ bí mật nhà nước, đây cũng có T của chúng ta là T tu dưỡng rèn luyện, thì chúng ta thấy loại cái này rồi, này là tham gia, đúng không? Sinh hoạt địa phương. Thì nhớ không thuộc nội dung thì ta nhớ ở đây, các em chọn thầy là C nhá, là chính xác câu 7. Ta đi vào câu hỏi số 8, căn cứ giáo dục 2019 xác định đâu là nội dung thuộc tiêu chuẩn của nhà giáo, ta thấy quy định về tiêu chuẩn của nhà giáo, và thì chúng ta nhớ đáp án mà được quy định trong luật giáo dục 2019 thì chúng ta cần nhớ cho thầy về các cái tiêu chuẩn, đúng không ạ? Đối với giáo quy định điều 67 có 4 tiêu chuẩn đấy. Với công thức 2C cộng DB, C thứ nhất là có phẩm chất tư tưởng tốt, C thứ hai có kỹ năng cập nhật, còn D chính là đáp ứng chuẩn nghề nghiệp theo vị trí làm, còn B bảo đảm sức khỏe theo yêu cầu. Thì chúng ta đối chiếu như vậy thì chúng ta thấy ở đây phương án mà nội dung là thuộc tiêu chuẩn, đúng không? Thì chúng ta thấy là có 2C đúng không, và DB thì chúng ta cái C mà chúng ta quan tâm đáp án chính xác, chúng ta thấy là phương án đúng không, là cái C có kỹ năng cập nhật đúng không, nâng cao năng chuyên môn đấy, đúng không? Thế còn cái C mà năng phổ biến hay năng tổ chức không phải rồi, đúng không? Thế còn với DB thì chúng ta thấy đúng không, chúng ta thấy là với 4 tiêu chuẩn nhà giáo ta nhớ công thức là 2C cộng DB, C thứ nhất có phẩm chất, và C thứ hai kỹ năng cập nhật thì chính là phương án A, đúng không? Còn D chính là ứng chuẩn nghề nghiệp, còn B là bảo đảm sức khỏe, em nhé. Qua đây ta nhớ được lại có thể được 4 tiêu chuẩn của nhà giáo quy định tại điều 67 của luật giáo dục 2019. Ta đi vào câu hỏi số 9, căn cứ luật giáo dục 2019 thì ta xác định đâu nhiệm vụ của nhà giáo? Thì nhiệm vụ nhà giáo chúng ta thấy rồi, quy định tại điều 69 với 4 nhiệm vụ với công thức thần thánh như thầy đã trao đổi.
chúng ta là 3G và 1H đấy. G thứ nhất là giảng dạy giáo dục, G thứ hai gương mẫu thực hiện, G thứ ba giữ gìn phẩm chất, còn H chính là học tập rèn luyện, đúng không? Thì đối chiếu như vậy thì chúng ta thấy, nếu mà các em cần để ý một chút thôi, ở cái D, D, A và C này, từ được, được là quyền thầy đã dặn rồi, đúng không? Thì cái A, cái C này loại luôn rồi. Thì chúng ta thấy cùng kết hợp công thức thầy dạy, từ giảng dạy theo mục tiêu nguyên lý giáo dục, đúng không? Thì chắc chắn là nghĩa vụ của nhà giáo rồi, đúng không? Nên là liên quan đến nhiệm vụ thứ nhất của nhà giáo là thấy rất rõ, đúng không? Cần nhìn vào đây ta thấy được là quyền, mà đây hoàn nhiệm vụ thì là không đúng, chọn ngay thầy đây là phương án B các em nha. Câu hỏi số 10, căn cứ nội dung 19 xác định quyền, đây ta thấy quyền của nhà giáo thì quyền đã tìm từ được thôi. Đấy, quyền là được, được là quyền thì rất dễ dàng, ta nhìn ngay phương án C, được đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, đấy, đúng không? Thế còn ta thấy từ gương mẫu này, đúng không? Thì hai từ bảo vệ này chắc chắn là không phải là quyền rồi, nó là nhiệm vụ của nhà giáo, ta thấy rất là rõ. Thế còn về quyền của nhà giáo phải nhắc lại, ngoài cái quyền được đào tạo bồi dưỡng, đúng không? Nằm quyền thứ hai, ta thấy là có 5 quyền của nhà giáo. Quyền thứ nhất được giảng dạy theo chuyên môn đào tạo, quyền thứ hai được đào tạo bồi dưỡng, quyền thứ ba được học tập tình giảng, quyền thứ tư được tôn trọng bảo vệ, quyền thứ năm được nghỉ hè. Đó, đấy 5 quyền nhà giáo quy định tại điều 70. Qua đây thầy nhắc lại 5 quyền nhà giáo các em nhé. Thì câu hỏi số 10 các em thấy là C, là lý do như vậy. Ta đi vào câu hỏi số 11 theo luật giáo dục 2019 thì chúng ta thấy là liên quan đến nội dung về quyền của người học, đúng không? Thì chúng ta thầy hỏi người học có quyền nào sau đây, thì chúng ta thấy là để nắm được nhớ được chọn được quyền của người học thì chúng ta cần nhớ cho thầy có 10 quyền của người học quy định điều 83 ấy. Thứ nhất được giáo dục học tập, thứ hai được tôn trọng bình đẳng, thứ ba được học vượt lớp, thứ tư được học tập trong môi trường giáo dục an toàn lành mạnh, thứ năm được cấp văn bằng chứng chỉ, thứ sáu được tham gia hoạt động đoàn thể, thứ bảy được sử dụng cơ sở vật chất, thứ tám được trực tiếp hoặc là thông qua đại diện pháp của mình kiến nghị với cơ sở giáo dục, thứ chín là được hưởng chính sách ưu tiên, thứ 10 được cử người đại diện. Đấy, chúng ta nhớ 10 quyền của người học, qua đó thì chúng ta sẽ trả lời được gắn với nội dung về quyền hưởng chính sách ưu tiên, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy là qua như thầy trao đổi 10 quyền đấy thì chúng ta thấy là quyền hưởng chính sách ưu tiên chính là quyền thứ 9, ta thấy đúng không? Chúng ta thấy là quyền, đúng không ạ? Thế còn như phương án B và C thì chúng ta thấy nó đúng ra với nội dung tôi đọc là nó phải gắn với nhiệm vụ của người học các em nhá. Đấy, thì giữ gìn bảo toàn tài sản, có phần xây dựng đây là nhiệm vụ, còn nói về quyền thì các em nên hưởng, họ được hưởng chính sách ưu tiên này. Thì câu hỏi 11 các em chọn thầy là A, lý do như vậy. Câu hỏi số 12, theo luật giáo dục 2019, bảo đảm cho học sinh có học vấn phổ thông, nền tảng, hiểu biết tối thiểu về kỹ thuật và hướng nghiệp để tiếp tục học chương trình giáo dục nghề nghiệp thì là nội dung thuộc mục tiêu của cấp học nào sau đây. Thì phương án mà các em cần lựa chọn ở câu hỏi số 12. Thì chúng ta thấy ở đây, cái từ khóa mà ta biết gắn đến cấp học nào liên quan học vấn về phổ thông, đúng không? Đấy, học vấn phổ thông, đúng không? Thì đây tất cả là từ trung học phổ thông hay là trung học cơ sở tiểu học đều là các học phổ thông rồi. Mà thấy từ tối thiểu về kỹ thuật và hướng nghiệp để tự học chương trình nghề nghiệp thì đây là chính là cái nội dung mà chúng ta thấy nằm trong cái chương trình gắn mục tiêu của cấp học ở đây là giáo dục trung học cơ sở các em nhé. Đó, chúng ta nhớ từ khóa tối thiểu về kỹ thuật hướng nghiệp thì các em nhớ chọn thầy là phương án B là phương án chính xác gắn với mục tiêu của cấp học giáo dục trung học cơ sở với từ khóa như thầy đã chia sẻ trên, tuy nhiên có từ học vấn phổ thông rồi, còn liên quan tối thiểu về kỹ thuật và hướng nghiệp các em nhé. Đấy là liên quan đến mục tiêu của cấp học thì ta thấy rất là rõ để ta hiểu, để ta học dễ. Thì ngoài ra thì chúng ta cần nắm được liên quan đến các cái mục tiêu của đấy là tiểu học, đấy là của trung học cơ sở rồi, đúng không? Thế còn với tiểu học thì sao? Mục tiêu của nó sẽ là gắn ta nhớ là cái từ khóa là hình thành cơ sở ban đầu, đúng không ạ? Đấy, để rồi từ tiếp tục học trung học cơ sở. Thế còn mục tiêu của giáo dục trung học phổ thông thì chúng ta nhớ là từ khóa nhằm trang bị kiến thức công dân. Đấy, hoặc là liên quan đến cái thừa hiểu biết thông thường về kỹ thuật và hướng nghiệp. Đấy, rồi tiếp tục học chương trình giáo dục đại học. Thế còn đây tôi nhớ là tôi đây, hiểu biết tối thiểu về kỹ thuật hướng nghiệp là gắn với mục tiêu của giáo dục trung học cơ sở. Và thầy nhắc thêm lại mục tiêu của giáo dục tiểu học rồi của cấp học trung học phổ thông nữa, em nhớ thêm câu hỏi 12 em có thể là B. Ta đi tiếp khoảng 13, theo nghị định 1520 của Chính phủ quy định về tuyển dụng sử dụng quản lý viên chức, ta thấy với thời gian thi phỏng vấn ở vòng 2 thì chúng ta nhớ cho thầy là phương án B là 30 phút. Trong 30 phút này chúng ta có 15 phút chuẩn bị và 15 phút lên trình bày em nhé. Thì câu hỏi 13 em chọn thầy là B. Ta đi vào câu 14, theo nghị định 1520 của Chính phủ quy định về tuyển dụng sử dụng quản lý viên chức ấy,
Thì nhớ với thời gian thi viết vòng 2 thì cái này chúng ta cũng cần biết được. Thực ra thi viết nhiều địa phương họ thi vòng 2 là thi viết với ngành giáo dục đấy, còn với nhiều địa phương họ là thi phỏng vấn, nhiều địa phương họ thi giảng, mà thi giảng thì vẫn là phổ biến hơn. Chúng ta nhớ với thời gian thi viết vòng 2 là 180 phút, nhưng còn thi phỏng vấn thì chúng ta nhớ là 30 phút các em nhá. Đó, thì chúng ta thấy rất là rõ ở đây. Thì câu hỏi 14 em chọn thầy là D. Câu hỏi tiếp theo, câu hỏi số 15. Theo Điều 15/20 của Chính phủ, ai là người tổ chức thực hiện việc tuyển dụng đối với viên chức được lập bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư cho đơn vị phòng lập? Thì chúng ta nhớ là việc tổ chức thực hiện này gắn với các đơn vị bảo đảm chi thường xuyên. Thì chúng ta nhớ là gắn với thẩm quyền là người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập, lại bảo đảm chi thường xuyên là người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập. Các em nhé, thì chúng ta nhớ chọn cho thầy câu hỏi 15, đó là phương án chính xác, đó là phương án C, liên quan đến gắn trách nhiệm của những người đứng đầu các cái đơn vị sự nghiệp công lập, đúng không? Trong trách nhiệm trong việc thực hiện tổ chức, đúng không? Thực hiện tuyển dụng viên chức ấy, các đơn vị sự nghiệp công lập, các em nhé, thì các cần nhớ nội dung như vậy. Ta đi tiếp với nội dung câu hỏi số 16. Là theo Điều 15/20 Chính phủ, phần sơ yếu lý lịch, đó, chúng ta nhớ từ khóa này, theo định lập nhất bao nhiêu ngày kể ngày lập hồ sơ xác nhận của cơ quan tổ chức. Thì cái mẹo này thì thầy cũng đã nhắc nhiều lần, thì không biết là các em có để ý không, khi mà chúng ta gắn với từ thời gian nhận phiếu này, đăng ký dự tuyển, sơ yếu lý lịch, giấy khám sức khỏe này, liên quan đến việc ký hợp đồng nhận việc này, chúng ta nhớ đáp án đây là 30 ngày, chúng ta khu trục lại thì rất là nhanh đấy, học một được nhiều hơn, đúng không? Rất là rõ đấy, cái sơ yếu lý lịch này, giấy khám sức khỏe, thời gian nhận phiếu này, rồi ký hợp đồng nhận việc này, người từ khóa đó ta nhớ từ 30 ngày. 16 là C. Ta đi vào câu 17. Theo nghị định 15/20 của Chính phủ, quy định đây chúng ta thấy rồi, từ giấy chứng nhận giám sức khỏe đây rồi, đúng không ạ? Chúng ta nhớ đúng không ạ? Thì chúng ta nhớ chậm nhất bao nhiêu ngày, thì chúng ta nhớ về thời gian, đúng không ạ? Thì phương án chính xác đấy, chúng ta nhớ là 30 ngày các em nhá. Thì câu 17 các em chọn là thầy phương án là phương án B. Ta đi vào câu hỏi 18. Theo nghị định 15/20 của Chính phủ, quy định cơ quan đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng phải đăng, liên quan về đăng thông báo tuyển dụng công khai đấy, liên quan đến thời gian công khai ít nhất là mấy lần trên một phương tiện nói chung như báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình. Thì chúng ta nhớ phương án ở đây khi nhắc tới việc đăng thông tin tuyển dụng công khai ít nhất là nhớ là một lần, thì các em nhớ chọn thầy phương án là phương A. 18 là A các em nhá. Ta đi vào câu hỏi số 19 gắn với nghị định 12/20 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với cán bộ công chức viên chức ấy. Thì hỏi là đây là nội dung nguyên tắc kỷ luật cán bộ công chức viên chức thứ mấy này, đúng không? Ta thấy chúng ta có tất cả là 8 nguyên tắc, đúng không? Thì chúng ta xem đây là nguyên tắc thứ mấy để chúng ta nhớ từng phần nội dung rất là rõ, rồi được quy định trong nghị định 12. Ta thấy từ khóa ở đây đó là phần nghiêm cấm, đúng không, mọi hành vi xâm phạm thân thể tinh thần danh dự đấy, đây ta thấy rồi đó. Thì chúng ta thấy đáp án mà chúng ta cần lựa chọn, thì chúng ta cần nhớ cho thầy về 8 nguyên tắc trong về xử lý kỷ luật đối với cán bộ công chức. Nguyên tắc thứ nhất là ta thấy ở điều 2 khách quan công bằng, thứ hai là nguyên tắc về mỗi hành vi vi phạm chỉ bị xử một lần bằng hình thức kỷ luật, thứ ba là trường hợp cán bộ công chức đang trong thời gian hành quyết định kỷ luật mà tiếp tục hành vi phạm, hoặc thứ tư là nguyên tắc xem xét kỷ luật phải căn cứ vào nội dung, tính chất, mức độ tác hại. Thứ năm là nguyên tắc không áp dụng hình thức xử phạt hành chính hoặc là kỷ luật đảng thay cho hình thức kỷ luật hành chính. Nguyên tắc thứ sáu là trường hợp các bộ công chức bị kỷ luật về đảng thì hình thức kỷ luật hành chính bảo đảm mức độ tương xứng, đúng không, với kỷ luật đảng. Nguyên tắc thứ bảy gắn từ khóa ta thấy là nghiêm cấm mọi hành vi xâm phạm thân thể, thì ta thấy là chọn ngay ở đây rồi phương án cho câu hỏi 19 này, đúng không? Ta chọn là thầy phương án là phương án C các em nhé. Còn nguyên tắc thứ 8 là gắn từ là cán bộ công chức có hành vi phạm lần đầu bị xử lý kỷ luật trong hạn 24 tháng, gắn với từ thì ta được coi là mà vi phạm là coi là tái phạm, đúng không? Còn 24 ngoài 24 tháng thì coi là vi phạm lần đầu, nên tính tiết tăng nặng. Đấy, ta nhớ 8 nguyên tắc trong việc xử lý kỷ luật với cán bộ công chức ở điều 2 của nghị định 12/20 các em nhá. Câu hỏi số 20 theo nghị định 12/20 của Chính phủ, đâu là trường hợp được miễn về trách nhiệm, đúng không ạ, kỷ luật đối với cán bộ công chức, ta thấy rất là rõ miễn trách nhiệm kỷ luật. Thì chúng ta trong nội dung này chúng ta cần nhớ lại về các trường hợp mà liên quan đến
nhắc lại cho nhắc lại bốn trường hợp mà chưa xem xét kỷ luật, rồi bốn trường hợp mà được miễn trách nhiệm, rồi chúng ta thì chúng ta thấy sẽ với trường hợp mà chưa xem xét là thấy là đang trong thời có từ đang đúng không, đang trong thời gian nghỉ hàng năm, thứ hai là đang trong thời gian điều trị bệnh hiểm nghèo, thứ ba là đang mang thai với nữ giới và đang nuôi con với nam giới và đang bị khởi tố đúng không, thì là bốn trường hợp chưa xét ở đây, hoặc trường hợp miễn trách nhiệm chúng ta thấy có bốn trường hợp: một, được quan thẩm quyền xác nhận tình trạng bất năng hành vi dân sự đúng không, thứ hai là được cấp chấp hành quyết định cấp trên theo định tại khoản 5 điều 9 của luật về cán bộ công chức ấy. Rồi trường hợp thứ ba được miễn trách nhiệm kỷ luật, đó là được cấp thẩm quyền xác nhận vi phạm trong thế cấp thiết bất khả kháng quy định tại bộ luật dân sự đúng không ạ. Thứ tư là trường hợp được miễn trách nhiệm, đó là cán bộ công chức viên chức có hành vi vi phạm với mức bị kỷ luật nhưng đã qua đầu, đấy trường hợp được miễn trách nhiệm xử lý kỷ luật viên chức. Thì đối chiếu như vậy thì chúng ta thấy phương án chúng ta thấy ở đây cũng được cấp thẩm quyền xác nhận đây, nhưng mà theo quy định đây phải bộ luật để dân sự, nhưng mà họ để hình sự thì nó sai như này rồi. Thế còn các công chức hành vi phạm đến kỷ luật vế sau của nó phải có từng nhưng đã qua đời, nhưng họ thiếu phần đó. Như vậy thì chúng ta thấy ở đây chỉ phương án C phải chấp hành quyết định cấp trên, đấy, nội dung theo khoản 5 điều 9 của luật cán bộ công chức đấy, ta thấy là phương án chính xác các em nhá. Để câu hỏi chứ không phải là các em chọn là D đâu, vì cái này nó sai chỗ luật này, luật dân sự đúng không, đây thiếu vế sau là nhưng đã qua đời. Thì câu 20 các em có thể là C là lý do như vậy. Câu hỏi số 21, theo Nghị định 1/2020 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật đối cán bộ công chức viên chức đúng không ạ? Thì chúng ta thấy là câu hỏi đặt ra đâu là trường hợp áp dụng hình thức khiển trách. Đấy, khi nhắc từ khiển trách thì chúng ta thấy được quy định tại một điều 16 mà thầy cũng đã nhắc cái công thức thần thánh mà đã trao đổi các em để chúng ta nhớ được về 9 trường hợp mà áp dụng hình thức khiển trách đối với viên chức đúng không? Ta thấy là 6 từ vi phạm, 1 từ không tuân thủ, 1 từ lợi dụng, một từ không chấp hành đấy đúng không, thì từ đó thì ta tìm ra thôi, ta lấy từ không tuân thủ chọn ngay A thôi đúng không, ở đây không có từ vi phạm đúng không, đấy còn đoạn sau ta không cần đọc gì cả luôn đấy ta nhớ là 9 trường hợp mà hành vi mà bị xử lý hình thức khiển trách ấy, đúng không, với 6 từ vi phạm, 1 từ không tuân thủ quy trình, 1 từ lợi dụng, 1 từ không chấp hành, đấy thì ta thấy từ không tuân thủ đây rồi chính là hình thức khiển trách rồi đấy, rất nhanh các em nhá. Thì câu hỏi số 21 các em có thể là A. Như vậy 21 câu đầu của bộ đề số 7 hoàn thành chung cho các bạn thi vị trí giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, phổ thông. Bây giờ các bạn tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, các em giúp thầy đối soát kết quả 21 câu đầu tiên. Rồi sau đó ta quay lại. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn giải đáp bộ đề của các bạn thi mầm non các em nhé. Với câu hỏi số 22 dành cho các bạn mầm non như sau. Câu hỏi được đưa ra là nội dung này. Sau đây là nhiệm vụ quyền hạn thứ mấy của trường, thấy là liên quan đến nội dung trong câu hỏi. Đây là trường mầm non, thể đánh nhập này thôi. Vì đây đang theo thông tư số 52 thì chúng ta thấy ở đây về phần chủ động đề xuất nhu cầu tham gia tuyển dụng này. Đó thì chúng ta xem đáp án, chúng ta thấy lựa chọn phương án nhiệm vụ quyền hạn thứ mấy các em nhá. Thì gắn với thông tư số 52 ban hành điều lệ của trường mầm non đấy, thì chúng ta thấy nhớ thầy 10 nhiệm vụ quyền hạn của trường mầm non, thầy nhắc đi nhắc lại trong điều 3 rồi. Cái từ mà chủ động thấy là đề xuất ấy, đúng không? Thì chúng ta thấy là tham mưu nhu cầu này, đó chắc chắn là nhiệm vụ quyền hạn thứ 3 rồi các em nhá. Đấy, chủ động đề xuất là nhiệm vụ quyền hạn thứ 3 các em nhá. Các em cho là thầy là phương án C. Còn gắn nhiệm vụ quyền hạn thứ nhất phải gắn từ xây dựng phương hướng cơ. Còn B là nhiệm vụ quyền hạn thứ hai gắn từ tổ chức thực hiện nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ từ 3 tháng tuổi đến 6 tuổi cơ. Đấy, còn nhiệm vụ quyền hạn thứ tư gắn từ thực hiện các hoạt động bảo đảm chất lượng. Còn nhiệm vụ quyền hạn thứ năm là thực hiện dân chủ trách nhiệm, nhiệm vụ thứ sáu huy động trẻ em lứa tuổi mầm non đến trường, nhiệm vụ thứ bảy là huy động quản lý sử dụng các nguồn lực, thứ tám là tham mưu với chính quyền, thứ chín là tổ chức cán bộ giáo viên tham gia các hoạt động, rồi thứ 10 là những nhiệm vụ khác. Ta thấy với từ khóa đây là chủ động đề xuất nhu cầu này thì các em nhớ chọn thầy phương án là C. Ta đi vào câu hỏi số 23 theo điều 5 của thông tư số 52 ban hành điều lệ của trường mầm non, án văn hóa quy định tên trường đấy, để nếu sử dụng tên nước ngoài phải ghi như thế nào. Thì chúng ta thấy phần quy định này đã được thể hiện rất là rõ, mà các em cần phương án, cần lựa chọn cho câu hỏi số 23 này. Thì chúng ta nhớ là với tên trường như nước ngoài thì như phải ghi là phải ghi bên dưới tên tiếng Việt, và chúng ta nhớ cỡ chữ nhỏ hơn tên tiếng Việt đúng không ạ. Thế còn chúng ta thấy nguyên tắc là bên dưới và cỡ chữ nhỏ hơn. Thế còn đây chúng ta có từ bên dưới rồi nhưng mà thấy là chữ lớn là sai. Thế còn đây là ghi cũng là bên dưới mà chữ bằng là không đúng, còn nếu bên trên thì đều loại đúng không. Thì ta nhớ là với tên trường mà nếu dùng tên nước ngoài ta nhớ là phải ghi bên dưới tên tiếng Việt đúng không, nghe dưới và cỡ chữ nhỏ hơn tên tiếng Việt đấy, ta nhớ là dưới và
nhỏ hơn tiếng Việt thì nhanh hơn, đúng không ạ? Cái vào câu hỏi 24 là theo điều 10 của thông tư số 2 ban hành điều lệ của trường mầm non, hiệu trưởng trực tiếp tham gia hoạt động giáo dục bao nhiêu giờ trong một tuần? Thì chúng ta thấy trong quy định điều 10 đã quy định rõ về hoạt động quy định của hiệu trưởng đấy, thì chúng ta thấy về giờ giảng dạy đối với hiệu trưởng đã được quy định rất là rõ, là chúng ta nhớ là sẽ trực tiếp tham gia hoạt động giáo dục 2 giờ trong một tuần, thì chúng ta nhớ phương án ở đây cho thầy là phương án B. Nên câu hỏi tương tự như vậy mà liên quan đến phó hiệu trưởng thì ta thấy là sẽ tham gia giảng dạy đúng không ạ? Chúng ta nhớ là 4 giờ trong một tuần, còn hiệu trưởng thì là 2 giờ đấy, thầy nhắc luôn để chúng ta nhớ nhá. Thì các em nhớ cho thầy ở đây với bổ nhiệm hiệu trưởng thì thầy nhắc lại, chúng ta thấy là với các hiệu trưởng của trường công lập thì sẽ do chủ tịch ban cấp huyện bổ nhiệm, đúng không? Thế còn trường dân lập tư thục thì chúng ta thấy là hiệu chủ tịch ban dân cấp huyện công nhận, đúng không? Nó chỉ khác nhau thẩm quyền thì đều là chủ tịch nhân cấp huyện đều bổ nhiệm với hiệu trưởng trường công lập và tư thục, đúng không, của mầm non. Nhưng mà ta thấy khác nhau từ nghĩa thôi, với công lập là từ bổ nhiệm, thế còn với dân lập tư thục là công nhận em nhé. Và nhiệm kỳ của hiệu trưởng là 5 năm đấy, ta nhớ, và sau 5 năm thì hiệu trưởng đánh giá phải bổ nhiệm lại. Nhưng mà chúng ta nhớ hiệu trưởng công tác tại một trường công lập thì không quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp, thế còn trường dân lập tư thục thì thoải mái, còn trường công lập thì chúng ta nhớ là hiệu trưởng thì công tác tại trường công lập là không quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp em nhé. Thì thầy nhắc lại ta nhớ. Ta đi vào câu hỏi số 25 theo điều 13 của thông tư số 52/2020 của Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành điều lệ của trường mầm non, tổ chuyên môn sinh hoạt định kỳ như thế nào? Thì chúng ta thấy phần quy định của tổ chuyên môn được quy định tại 13 đấy. Tổ chuyên môn là gồm giáo viên khối nhóm trẻ lớp mẫu giáo, nhân viên nấu ăn đấy, mà mỗi tổ có ít nhất 3 thành viên, có tổ trưởng, và nếu có từ 7 thành viên trở lên thì có một tổ phó. Và chúng ta nhớ là tổ chuyên môn sinh hoạt định kỳ ít nhất 2 tuần một lần theo nguyên tắc dân chủ, tôn trọng, chia sẻ, học tập, giúp đỡ lẫn nhau để phát triển năng lực chuyên môn. Thì căn cứ nội dung như thầy đã chia sẻ như vậy thì các em chắc chắn là chọn phương án chính xác, ít nhất là 2 tuần hoặc một lần theo nguyên tắc dân chủ, tôn trọng, chia sẻ, học tập, chuyên môn, đúng không? Thì ta thấy rất là rõ, đúng không? Nên 1 tuần là không đúng này, 3 tuần, 4 tuần không đúng. Vậy ta hoàn thành bộ đề số 7 dành cho các bạn thi mầm non. Thì mầm non ta đối soát bộ đề này nhá. Và nó chờ cho làm bộ đề số 8. Còn các bạn bây giờ các bạn mời các bạn tiểu học nó quay trở lại để cho làm bộ đề số 7 các em nhá, của các bạn thi vị trí giáo viên tiểu học các em nhá. Vâng, ta đi vào câu hỏi số 22 gắn với thông tư số 28/2020 của tạo ban hành điều lệ của trường tiểu học. Thì câu hỏi được đưa ra các em nhìn thấy rồi, đúng không ạ? Theo thông tư số 28 ban hành điều lệ trường tiểu học thì hội đồng trường tiểu học công lập họp thường kỳ bao nhiêu lần trong một năm? Đấy, chúng ta thấy bốn phương án được đưa ra rất là rõ. Với cái phương đáp án mà chúng ta chắc chắn phải đưa ra là hội đồng trường tiểu học công lập họp thường kỳ, ta nhớ là ít nhất là gì? 3 lần trong một năm. Thì phương án còn 22, các em hãy chọn cho thầy phương án là phương án C các em nhé. Thầy nhớ là như vậy, 22 là C. Ta đi vào câu hỏi số 23. Theo thông tư số 28 ban hành điều lệ của trường học, trong trường hợp cần thiết khi hiệu trưởng hoặc ít nhất bao nhiêu số thành viên hội đồng trường đề nghị, chủ tịch hội đồng trường có quyền triệu tập, thấy đúng không ạ, triệu tập phiên họp bất thường để giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn nhà trường. Thì chúng ta thấy rồi, phương án mà các em đã lựa chọn ở câu hỏi số 23 chắc chắn là phương án A, là 1/3 các em nhé. Ta nhớ chọn thầy phương án là 1/3 là phương án chính xác ở câu hỏi số 23. Không biết là các em đã nhìn thấy chưa, với dung ở câu hỏi mà thầy đã chiếu lên rất là rõ để chúng ta nhìn thấy, gắn với các bạn thì vị trí giáo viên tiểu học các em nhé. Các em thầy xem lại để các em nhìn rõ hơn. Quay lại với câu hỏi số 22 thì chúng ta thấy là, để nhắc lại vì như là thầy chưa share lên màn hình, thì câu 22 các em chọn thầy là C các em nhé. Còn câu hỏi số 23 thầy chiếu lại lần nữa là phần A 1/3. Chúng ta nhớ trường hợp cần thiết mà hiệu trưởng hỏi nhất bao nhiêu thành viên hội đồng trường đề nghị đấy, chủ đồng trường liên quan triệu tập họp bất thường, thì ta nhớ từ khóa triệu tập họp bất thường thì lấy cái tỷ lệ ở đây liên quan là ít nhất thành viên đây là 1/3 các em nhé. Đấy, liên quan bao nhiêu thành viên đấy, chúng ta nhớ đây con số đây là ít nhất 1/3, 23 là A. Ta đi vào câu hỏi số 24. Theo thông tư số 28 ban hành điều lệ của trường tiểu học, phiên họp của hội đồng trường được công nhận là hợp lệ. Ta nhớ về phần phiên họp của hội đồng trường công nhận là hợp lệ. Đã, khi có mặt từ bao nhiêu thành viên của hội đồng trường trở lên, thì ta thấy tỷ lệ được coi là hợp lệ ở đây, đúng không ạ?
là tỷ lệ là 3/4. Em chọn đây phương án D em nhé, phương án D là phương án chính xác ở trong câu hỏi này. Đang em đã chọn là D cho thầy, 24 là D. Ta đi vào câu hỏi số 25. Theo thông tư số 28 ban hành điều lệ của trường tiểu học, gắn với quyết nghị của hội đồng trường được thông qua và có hiệu lực có bao nhiêu thành viên có mặt nhất trí? Thì ta thấy để liên quan đến quyết nghị của hội đồng trường được thông qua và có hiệu lực, ta nhớ được số thành viên đây mặt nhất trí ở đây là ít nhất 2/3 em nhé. Thì ta nhớ cho thầy đây là phương án B. Đấy, thì ta thấy hàng loạt những câu hỏi về con số, ta nhìn thấy thầy nhắc lại với hội đồng trường tiểu học công lập học thường kỳ nhất là 3 lần trong 1 năm. Đấy, còn liên quan đến cái phần mà trường hợp cần triệu tập đấy, khi mà hiệu trưởng và ít nhất 1/3 tổng số thành viên để triệu tập họp bất thường. Còn phiên họp của đồng trường mà được công nhận hợp lệ, ta nhớ là khi có 3/4 số thành viên của đồng trường trở lên, đúng không? Và liên quan đến quyết nghị của đồng trường, đúng không? Mà có hiệu lực khi mà gì có ít nhất 2/3 số thành viên có mặt nhất trí. Đấy là các nội dung trả lời cho bộ đề số 7 của bạn tiểu học. Các bạn tiểu học đối soát kết quả. Sau đó ta quay trở lại làm ở số 8. Bây giờ xin mời các bạn trung học cơ sở của sở và trung học phổ thông, chúng ta quay lại làm nội dung trong câu hỏi của bộ đề số 7 các em nhé. Còn các bạn hãy nhắc lại các bạn tiểu học, trung học, tiểu học và mầm non thì chúng ta đối soát kết quả, chờ các bạn trung học phổ thông xong làm bộ đề số 7 xong thì ta chuyển sang bộ đề số 8 các em nhé. Vâng, ta thấy ở câu hỏi số 22 dành cho bạn thi giáo viên trung học cơ sở và phổ thông, thì ta thấy theo nội dung của câu hỏi được đưa ra rất là rõ. Ta thấy là theo thông tư số 32 năm 2020 của Bộ Đào tạo ban hành điều lệ của trường trung học, thì đâu là quy định đúng về vị trí của trường trung học trong hệ thống giáo dục quốc dân? Thì quy định đúng thấy với vị trí của trường trung học thì ta thấy phương án chính xác là phương án D, đó là trường trung học là cơ sở giáo dục phổ thông của hệ thống giáo dục quốc dân. Phải trường có tư cách pháp nhân, có tài khoản con dấu riêng. Thế còn chúng ta thấy như phương án D, chúng ta thấy nó thiếu cái phần liên quan đến cái phần pháp nhân. Thế còn nó thấy như phần B này nó thiếu cái phần về tài khoản. Thế còn phương án A thì chúng ta thấy hàng loạt nó thiếu phần đoạn mà trường có tư cách pháp nhân, có tài khoản con dấu riêng. Đấy, phương án đầy đủ nhất là phương án D các em nhá. Ta đi vào câu hỏi số 23. Đây là nhiệm vụ quyền hạn thứ mấy? Ta nhớ về quyền hạn thứ mấy đúng không ạ? Của trường trung học được quy định tại thông tư số 32 ban hành điều lệ của trường trung học. Ta thấy từ khóa là xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường theo chương trình phổ thông do bộ trưởng tạo ban hành, phối hợp với nhà gia đình, nhà trường, tổ chức cá nhân trong việc hoạt động giáo dục. Thì để nắm bắt được điều đó thì ta nhớ về các cái nhiệm vụ đấy, thì chúng ta cần lưu ý cho thầy ở đây, ta nắm được cái số lượng và từ khóa của với điều lệ của trường trung học theo thông tư số 32. Thì chúng ta thấy điều 3 đấy quy định có 12 nhiệm vụ quyền hạn của trường trung học. Một là xây dựng và tổ chức liên quan xây dựng thực hiện chiến lược phát triển nhà trường. Thứ hai là xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường. Thì như vậy là chúng ta chọn phương án B rồi, đúng không? Xây dựng tổ chức thực hiện giáo dục nhà trường là phương án B, em chọn thầy là B đã, đúng không? Và nếu nhiệm vụ quyền hạn thứ nhất là mình nhớ từ khóa xây dựng chiến lược kế hoạch phát triển nhà trường. Thế còn quyền hạn nhiệm vụ quyền hạn thứ ba là gắn với tuyển sinh tiếp nhận học sinh. Rồi nhiệm vụ quyền hạn thứ tư là phải gắn từ khóa thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục. Thứ năm là tổ chức cho giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia hoạt động xã hội. Thứ sáu quản lý giáo viên, nhân viên. Thứ bảy là huy động quản lý sử dụng các nguồn lực. Thứ tám là quản lý sử dụng cơ sở vật chất, đúng không? Thứ chín là hoạt động bảo đảm chất lượng. Thứ mười thực hiện công khai cam kết chất lượng giáo dục. Và 11 thực hiện dân chủ trách nhiệm. Và 12 thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn khác. Đấy là đấy mới từ khóa xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục là phần nhiệm vụ quyền hạn thứ hai các em nhé. Ta đi vào câu hỏi số 24. Theo thông tư số 32 ban hành điều lệ của trường trung học, chúng ta thấy về cơ quan quy định đã thấy rồi, cơ quan quy định điều kiện thủ tục thành lập thì phương án rất là dễ rồi, liên quan cơ quan quy định điều kiện thành lập thì chúng ta nhớ chọn đáp án cho thầy luôn là chính phủ các em nhá. Thì các em chọn thầy là phương án là A, câu hỏi số 24 là A. Ta đi vào câu hỏi số 25. Theo thông tư số 32 ban hành điều lệ của trường trung học thì đâu là các hồ sơ sổ sách đối với hoạt động về theo dõi hoạt động của giáo dục nhà trường? Thì ta thấy là với các hồ sơ sổ sách theo dõi hoạt động nhà trường thì đã quy định rất là chi tiết trong điều lệ. Thì ta thấy như các hồ sơ về cấp phát văn bằng chứng chỉ này rất có đầy đủ này, quản lý hồ sơ các văn bản này, rồi công văn đến đi này, rồi hồ sơ quản lý thiết bị giáo dục này, đúng không ạ? Rồi hồ sơ kiểm tra đánh giá cán bộ giáo viên nhân viên này, thì chúng ta thấy là cũng đầy đủ hệ thống hồ sơ
của nhà trường liên quan đến sổ sách theo dõi hoạt động của nhà trường. Ngoài ra thì chúng ta thấy nhà trường có sổ đăng bộ này, sổ học bạ học sinh này, sổ theo dõi đánh giá này, hồ sơ giáo dục học sinh khuyết tật này, kế hoạch giáo dục nhà trường này, đúng không? Rồi sổ ghi đầu bài này, đúng không? Rồi liên quan đến nội dung về hồ sơ liên quan quản lý tài chính tài sản, hồ sơ kiểm tra đánh giá cán bộ nhân viên, hồ sơ theo dõi sức khỏe này, đấy, rồi hồ sơ khen thưởng này, hồ sơ phổ cập giáo dục, đấy là thấy rất là rõ, đúng không ạ? Các loại hồ sơ nhà trường, ngoài ra hồ sơ tổ chức môn, chúng ta có kế hoạch giáo dục của tổ chức môn và sổ ghi chép nội dung sinh hoạt. Thế còn với giáo viên thì chúng ta có 4 sổ, 4 cái hồ sơ đấy, đó là gắn với kế hoạch giáo dục của giáo viên theo năm học, rồi kế hoạch bài dạy, rồi sổ theo dõi học sinh, đánh giá học sinh và sổ trình nhiệm đối với giáo viên tác chủ nhiệm. Đây, thầy nhắc qua lại để chúng ta nhớ cái phần nội dung quy định về phần hệ thống hồ sơ quản lý hoạt động giáo dục đối với hồ sơ của đối với nhà trường, rồi đối với giáo viên, với tổ chức môn các em nhé. Như vậy thầy đã hoàn thành bộ đề số 7, thì rất mong các em đối soát kết quả của tất cả các bạn thi mầm non, giáo viên tiểu học, giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung phổ thông các em nhé, bộ đề số 7 các em nhé. Chúng ta nghỉ ít phút thì sau đó ta quay trở lại để giải đáp bộ đề số 8 các em nhé. Xin cảm ơn các em.